Chào anh, em là Sơ Teresa Bạch Mai, thay mặt cho ban biên tập 40 năm thành lập Cộng đoàn Công giáo Việt Nam Tây Úc, đặc biệt trong giai đoạn 10 năm kể từ năm 2011 cho đến nay, xin mến chào anh ca trưởng đã đến với chương trình phỏng vấn hôm nay. Xin kính chào Sơ. Thì tôi tên là Lâm Sơn, là hiện là ca đoàn trưởng của ca đoàn Cecilia. Thì cũng là một ca đoàn mà đầu tiên từ khi có cộng đoàn. Dạ, vậy anh xin vui lòng cho biết là cộng đoàn chúng ta có 3 ca đoàn và trong đó có ca đoàn của anh. Thưa anh, Thánh Agostino đã một lần có một cái câu nói rất là danh ngôn và bất hủ. Bis oras qui bene catat. Hát là cầu nguyện hai lần. Thật vậy, ngoài công việc đóng góp tiếng hát của mình để vinh danh và ca tụng Chúa, ca đoàn còn giúp cho cộng đoàn dân Chúa rất nhiều để cùng hiệp thông trong những lời cầu nguyện cũng như những thánh lễ và nghi thức phụng vụ thánh. Ngoài ca đoàn thiên thần phụ trách lễ cho thiếu nhi một tháng một lần, cộng đoàn chúng ta rất là may mắn có ba ca đoàn đó, trong đó có ca đoàn của anh. Xin anh cho biết ca đoàn mình được thành lập năm nào và hiện tại bây giờ có bao nhiêu ca viên và trong những lứa tuổi nào? Yeah. Thì thực sự ra tóm gọn là cái ca đoàn á, thì được đi theo cái phục vụ của thánh lễ. Thì từ khi mà Sài Gòn sụp đổ và người tị nạn bắt đầu sang bên đi tìm một cái bến bờ tự do, thì họ đã cộng đoàn chúng ta đã có một số người cập bến miền Tây nước Úc. Thì nơi đây chúng ta biết là đó là Perth, là vùng Tây nước Úc. Thì khi mà khởi đầu có những thánh lễ Việt Nam, thì những người mà một nhóm nhỏ có một vài chục người thì họ đã gom vào và họ đã thành lập một cái nhóm để phụng vụ thánh lễ, tức là hát lễ, để cho nó sốt sáng trong cái tâm tình gọi là tham dự thánh lễ và có lời ca tiếng hát để ca tụng Thiên Chúa mà thôi, chứ không có cái ý mà gọi là bành trướng hay là gì cả. Cho tới thời điểm mà năm 1981, cộng đoàn đã được chính thức thành lập ở tại nhà thờ St. Thomas ở Claremont. Thì lúc đó cộng đoàn đã có thánh lễ ở tại Claremont vào mỗi ngày Chủ nhật. Theo như tôi nhớ là nó khoảng 10 giờ sáng, 9-10 giờ sáng. Sau đó ngày thứ 6 thì có lễ ở tại nhà thờ Highgate vào buổi tối. Thì lúc đó ca đoàn chỉ là một cái nhóm họ gom vào, họ hát lễ mà thôi, chứ không có chính thức thành lập một cái ca đoàn. Thì ca đoàn nó đã thành lập là có từ đó. Mình nói chữ thành lập thì nó ghê gớm quá, nhưng mà ca đoàn có từ đó. Từ khi cộng đoàn có thánh lễ tiếng Việt, đó là cái mà cái chiều dài lịch sử nó là như thế. Nhưng mà cái vấn đề đó là trải qua cái thời gian đầu tiên đó, cái người Việt của chúng ta đi sang đây đó, thì vì công ăn việc làm, vì phải lo cái cuộc sống cho tương lai, cho nên rất nhiều anh chị em đã coi như là chỉ có vô sinh hoạt một thời gian rất là ngắn. Sau đó thì đã tản mát đi. Và cho tới năm 1983 thì ca đoàn lúc đó bắt đầu lớn mạnh và được chính thức chọn Thánh Cecilia làm quan thầy là vào năm 1983. Đó. Thì cho tới nay thì ca đoàn chỉ có nghĩ rằng mình phục vụ thì bất cứ chỗ nào cũng là phục vụ. Mình thực sự phục vụ không phải là phục vụ cho mình hay cho cộng đoàn, mà thực sự Chúa không cần chúng ta ca tụng Chúa, nhưng mà chính cái lời ca tiếng hát đó là niềm vui. Và từ cái niềm vui đó thì theo như tôi nghĩ thì đó là một
cái hobby, giống như cái một cái sự một cái sự giải trí hay là một cái gì đó để cho chúng ta cảm giác rằng chúng ta còn lui tới với cộng đoàn, với những thánh lễ, là chúng ta ca tụng Thiên Chúa để lợi ích cho chúng ta và tạo cái niềm vui cuộc sống cho chúng ta. Đó là ý mà tôi nghĩ là ca đoàn mà tôi sinh hoạt cho tới ngày nay nó còn tồn tại là cái lý do đó. Rất là tốt. Và em cũng trong cái thời gian ca đoàn được thành lập năm 1983, khi đó mình ca đoàn mình có bao nhiêu thành viên anh hả? Năm 83 thì lúc đó, bởi vì chỉ là có một ca đoàn, cộng đoàn chỉ có một ca đoàn, thì có lúc lên tới cả hàng 60 người cho tới 100 người, rất là đông trong cái thời gian đó. Thì cho tới ngày hôm ngày đó thì tôi nghĩ rằng ca đoàn lúc đó hình như là từ các cha quản nhiệm hay là những cái cha, các cha sang đây lúc đó là còn là thầy đó, thì cũng là tham gia ca đoàn. Cho nên ca đoàn có rất là nhiều các linh mục mà là từng là cựu ca Việt. Yeah, so đó là tất cả các thành phần trong cộng đoàn Dân Chúa Việt Nam thời đó anh ha. Và bây giờ như tới hôm nay thì ca đoàn mình được bao nhiêu thành viên vẫn còn tồn tại trong ca đoàn? Hiện nay thì ca đoàn còn sinh hoạt thường xuyên thì nó khoảng 30 cho tới 35 người. Cái người mà còn kỳ cựu mà còn sinh hoạt đó thì nó còn khoảng 6-7 người thôi. Là những người mà lớn tuổi rồi, đã sinh hoạt, đã từng ở ca đoàn khoảng chừng 30 mấy năm trở lên thì nó chỉ còn có 4-5 người thôi. Dạ tốt. Vậy thì xin anh cho em biết là thời gian và ngày giờ ca đoàn mình tập hát và phụ trách hát trong thánh lễ của cộng đoàn mình khi nào? Thời gian ca đoàn thì bởi vì cái phục vụ của cộng đoàn khi mà lớn mạnh đó, thì hồi xưa đó là cái lễ chiều chủ nhật là 5:30 là cái lễ làm tại nhà thờ Hai Gây. Lúc đó cộng đoàn còn đang mướn, coi như mượn nhà thờ đó. Và lúc đó cái thời điểm đó thì tôi nhớ là cha Barry Hickey là chánh xứ Hai Gây, sau ngài chuyển lên làm giám mục địa phận Cheriton, thì kế đó là đức ông Michael Keating. Thì lúc đó tôi nghĩ rằng cái ca đoàn nó phục vụ vào cái 5:30 chiều nó quen rồi. Thì khi mà cộng đoàn có 2-3 ca đoàn tiếp tục những cái thánh lễ sau này, thì hiện nay ca đoàn vẫn hát cái lễ là 5:30 chiều và cùng cộng tác khi nào mà cộng đoàn cần thì ca đoàn cũng coi là cộng tác để mà sinh hoạt, làm cho những cái sinh hoạt của cộng đoàn được phong phú và tốt đẹp. Dạ, cảm ơn anh. Và em có thêm một câu hỏi nữa. Ngoài những việc tập hát và phụ trách các thánh lễ trong nghi thức phụng vụ, thì ca đoàn có những sinh hoạt nào khác nhằm mục đích tạo nên tình liên đới và khích lệ nâng đỡ nhau không thưa anh? Thì thường á, đoàn thể nào cũng vậy. Nếu mà chúng ta không có chúng ta gọi là thánh thiện quá, gọi là không có cái vui chơi mà chỉ có biết là ca hát phục vụ thôi, thì thực sự ra cái đoàn thể đó nó sẽ coi như là không có linh động. Chính vì thế ca đoàn cũng thường tổ chức những cái buổi mà thí dụ như là tổ chức đi chơi picnic, rồi có những cái mà hát karaoke với nhau, tụ tập với nhau để có những cái nhóm, và chúng ta và ca đoàn có thể là tham gia và tụ tập với nhau để hát, cũng giống như là ca hát rồi này kia nọ với nhau, tâm sự với nhau. Hàng năm thì ca đoàn tổ chức những cái buổi tĩnh tâm trước lễ quan thầy để cho các ca viên cùng ngồi lại nhìn nhận trong cái năm mình sinh hoạt, mình có trở ngại gì với ai hay không, hiểu lầm với ai hay không, để mình tâm sự và mình tìm ra một cái giải pháp. Và nếu muốn ca đoàn tồn tại thì chính mọi người đều phải
hiểu nhau và biết tha thứ cho nhau thì nó mới tồn tại được. Đó, thì trong cái sinh hoạt thì ca đoàn vẫn tổ chức bình thường cũng giống như các ca đoàn khác. Thì chúng cũng tổ chức ăn uống, rồi tổ chức hát karaoke, rồi picnic. Giống như là tháng 12 này thì ca đoàn sẽ dùng xe bát chở mọi người đi xuống miền Nam, đi picnic, đi thắng cảnh. Đó là cái chương trình mà thường sinh hoạt đó. Rất là vui khi mình tham gia trong một ca đoàn, một đoàn thể và cùng cộng tác với nhau và hiểu nhau để mà làm việc càng ngày càng tốt hơn. Và sau khi mà trong thời gian quá trình anh làm việc và giúp cho ca đoàn như vậy thì anh có cảm nghĩ về cái như thế nào về cái tinh thần phục vụ của anh cho với ca đoàn hay là các ca viên có một cái tinh thần phục vụ như thế nào thưa anh? Thật sự thì đối với tôi sinh hoạt đã là mấy chục năm rồi thì tôi cảm thấy rằng tôi cảm ơn tất cả những anh chị em ca viên đã coi như là họ không quản ngại cái thời gian giờ giấc. Họ tới, họ phục, họ ca hát để ca tụng Thiên Chúa. Họ không vì lợi ích mà họ phải bỏ cái công ăn việc làm của họ. Cái tinh thần hy sinh đó đã làm cho cái ca đoàn nó còn tồn tại cho tới ngày nay. Thì đó là cái mà tôi cảm ơn tới. Thứ nhất là các cha quản nhiệm đã hỗ trợ, rồi cộng đoàn đã coi như là lắng tai nghe. Trong những cái lúc mà chúng tôi hát thì có lúc mà hát không hay, có lúc mà hát hay hay không hay, họ đều ủng hộ, họ đều lắng tai nghe. Đó là cảm ơn cộng đoàn và cảm ơn tất cả các ca viên đã hy sinh thời gian của mình và gia đình mình để mà ngày hôm nay cái ca đoàn nó còn tồn tại cho tới 40 năm. Rất tốt. Và thưa anh, để nói với về các ca đoàn thì nó là giọng hát, đó là một hồng ân mà Chúa ban cho mỗi người. Tinh thần hy sinh phục vụ của mỗi ca viên cũng là một ơn gọi và là một hồng ân Chúa ban. Xin Chúa tiếp tục ban nhiều ơn lành cho các anh chị và gia đình. Xin mẹ Maria luôn trợ giúp các anh chị trong sứ mạng cao đẹp này. Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn anh đã đến hôm nay. Xin cảm ơn sơn và cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Để con nhận ra tiếng ngài, tìm nơi đâu nơi con tim u mờ, bàn chân con cô đơn giữa dòng đời, xin cho con được nhận ra Chúa trên con đường lập lờ gió ngàn trôi. Chúa ơi, nơi tim con khao khát chờ mong. Chúa ơi, cuộc đời con xin trao về Ngài, ngày khi vui hay khi thất bại, giữa dòng đời đầy bon chen, xin cho con nhận ra tiếng Chúa.